Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Ngày 28 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, chiều thứ Bảy ngày 26 tháng 12, tôi mở cửa ra thì trước nhà tôi đã có một gói quà do công ty Amazon gửi và hãng UPS của Mỹ đã gửi để trước ngay cửa nhà tôi. Tôi cũng tò mò, tôi cầm lên tôi xem thì không thấy tên người gửi. Mà gửi tên cho tôi là gửi cho tên là Hoàng Duy Hùng bằng tiếng Việt đàng hoàng. Địa chỉ chính xác Hoàng Duy Hùng. Không thấy tên người gửi. Tôi cũng khá ngạc nhiên. Tôi vô trong nhà, tôi bóc ra để tôi xem cái gì. Thì thưa quý vị hãy xem cái phần quà mà người ta gửi cho tôi, để quý vị cùng tôi theo dõi. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 12, tôi nhận được một gói quà gửi đi từ công ty Amazon mà không có tên người gửi. Và tôi cũng không biết ai gửi, vì lý do gì. Nhưng mà đó, chưa mở ra thôi thì đã thấy mùi rất là nồng nặc thưa quý vị. Và tôi mới tò mò, tôi mở ra thì đây là công ty Amazon gửi đi với cái bọc ở trong này. Thưa quý vị, đây là cái bọc của Amazon. Và mở ra thưa quý vị thì cái hộp nó như vậy nè, nó gọi là wellness formula, bảo là natural, bảo là vitamin thưa quý vị, nhưng mà nó bốc mùi dữ lắm thưa quý vị. Thì quý vị hãy xem là tôi mở nó ra cho quý vị xem nó là cái gì. Nó đó là thưa quý vị, đây rất là nguy hiểm nếu mà ai mà sử dụng nó là chết có ngày thưa quý vị. Nó là viên thuốc, viên thuốc nhộng, nó bốc nồng nặc thôi quý vị. Cái này tôi mở ra cho quý vị xem, nó là thuốc kích dục ở trong này, nói rằng là cho đàn ông xài để cho khỏe mạnh, nhưng thưa quý vị không phải vậy đâu. Ở trong này á quý vị, là tôi lấy kéo tôi cắt nó ra, và thưa quý vị tôi lấy kéo tôi cắt nó ra thì nó như vậy thưa quý vị. Ở trong đó nó có giống như là thịt mà đã sấy khô, nhưng mà nó hôi lắm thưa quý vị. Nó hôi nồng nặc. Và tôi có tìm hiểu trên Google đó, thì cái này nó có thể là nhau của con người, cũng có thể là cái gì của thai nhi, cũng có thể là thịt người, hay là cái gì cũng không biết. Nhưng mà gửi đi như vậy, nhận thì coi chừng. Thưa quý vị, mở mới cắt hai cái thuốc nhồng này ra đó, mà cái mùi nó bốc lên đó, thông qua mũi đó, đầu óc tôi choáng váng. Phải nói là rất là choáng váng bây giờ luôn thưa quý vị. Choáng váng lắm á. Trước đây thì có những người đã nói với tôi đó là những cái viên thuốc này, và thực ra tôi cũng đã xem được trên truyền hình của Hàn Quốc những cái viên thuốc nhồng này đó. Nếu mà người đàn ông ở một mình uống thì nó kích thích dễ sợ lắm. Nhiều khi không kiểm soát được thân thể của mình, nó làm cho mình đầu óc của mình choáng váng. Và có nhiều khi người phụ nữ đó, họ muốn gài đổ đó thì họ muốn làm cái chuyện gì cũng được hết. Họ sai khiến được mình. Nên là những người đàn ông như tôi ở một mình, tại sao? Ai biết tên tôi là tiếng Việt, rõ ràng là Hoàng Duy Hùng, rồi gửi cho tôi như vậy. (Cười)
gửi cho tôi như vậy. Và nếu mà tôi uống vào một hai viên đó, thí dụ như vậy trong đó nói đó, thì nhiều khi tôi sẽ không kiểm soát được tôi. Đó là rất nguy hiểm thưa quý vị. Giống như mà cái mùi thuốc phiện đó thưa quý vị. Có thể rồi mình không biết, nhưng mà khi mình uống cái thuốc phiện vô rồi là mình mất kiểm soát. Mất kiểm soát. Thì cái thuốc này đó, nhìn nó bảo là cho sức khỏe của người đàn ông, cho cái gì đó đòi hỏi của người đàn ông. Và bây giờ tôi thấy choáng váng mặt mày rồi thưa quý vị. Chỉ ngửi nó bốc qua mũi thôi đó mà nó khiếp khủng rồi thưa quý vị. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi, và tôi cũng xin cảnh báo những người đàn ông giống như tôi đây nè, giống như tôi đó, ở một mình đó, nếu mà có cái cảnh này thì ai gửi tới đó xin vứt thùng rác. Tôi phải vứt thùng rác thưa quý vị. Nhưng mà trước khi vứt thùng rác, tôi cắt ra cho quý vị xem hai cái nhồng nó như vậy. Kinh lắm thưa quý vị. Mùi nó bốc lên khiếp khủng. Thì lỡ có uống một cái thì chắc là mất kiểm soát. Rồi họ có thể họ dùng cái đó, họ tống tiền mình. Họ tống tiền đủ thứ hết. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.